Rồi, kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình có làm chiếc kim thái cho em trai này. Thì chiếc xe của em trai này tình trạng là cái gen đó là nóng lên là kêu nó như vậy. Với cái gì, nói chung là chiếc xe này là lúc trước là mình làm đầu nòng rồi đó, sấy sức bắp này kia với thay bộ nồi khác cho em trai này rồi đó. Lúc đó là cái gen này kia là nó không có ok, mình kêu em trai này làm luôn mà em trai này làm như là không đủ tiền này kia nên là không có làm, để đến ngày hôm nay là làm luôn các bạn ơi. Đó thì tình trạng cái gen này nó khó chịu lắm. Cái gen này á là nóng lên nó mới kêu nha, nó giống như là bạc bê tông vậy đó, nhưng mà không phải bạc bê tông, tại vì cái lúc gáp mình làm mới á, là mình gáp vô bạc bê tông mới, các bạn làm sao kêu được đúng không? Là lúc đầu làm là gáp vô là nó bị kêu rồi đó, nhưng mà nói chủ xe thì chủ xe không có làm, thì để đến ngày hôm nay thì khó chịu quá, kêu khó chịu quá nên là làm luôn các bạn ơi. Nhớ cái tình trạng này sẵn quay clip cho em trai này coi luôn, là cái áp bê tông nó bị cháy nè các bạn thấy không đó, đây áp bê tông của nó lấy nét lại ơi, kỳ vậy, nó bị cháy nè các bạn thấy không. Đó là làm như là cái đường nhớt vô của cái gen này á là nó phun ra không có đều, tại vì cái tay gen này là nó hơi lẻ nha các bạn, gen này nó hơi kêu thôi đó, đó thấy không, nó hơi kêu nhẹ thôi đó, nhưng mà nóng máy lên á. Hôm qua là mình thử mình nổ máy cho nó nóng thiệt, là nóng máy lên nó mới kêu nha, nóng máy lên kêu. Rồi xong mình mới gã ra xem tay gen như thế nào, thì mình gã ra cái lúc nó nóng á là làm như là đạn ở trong đây nó có vấn đề, đạn của cái chỗ ác gen này nó có vấn đề đó. Đó bây giờ là phải đi ép lại với lấy cái ác khác, mình lên cốt ác này nha, cái ác bê tông này là mình lên cốt được đó, kêu thợ tiện là nó sấy ta lên cốt để cho nó mất những cái nói chung là nó cháy rồi. À, các bạn thấy không, là nhớt nó không có đều, nó phun lên không đều, nhưng mà bê tông thì không sao nha, bê tông thì không sao nha. Để mình lấy cái bê tông nha các bạn xem. Thì chiếc xe này á là mình gã gọn, tại vì xe này chỉ mục đích là làm cây dên thôi. Đây đầu nồng các bạn thấy nè, bộ nồi là mình cũng gã gọn luôn, quay vũ xe xem đó, gã gọn là nữa là mình gáp vô xong á, nữa là mình vệ sinh sạch sẽ ở ngoài thôi, vệ sinh rồi mình gáp vô mình lấy rửa xăng đồ cho nó bóng bẻ đồ lại. Thì đây là chế bê tông. Chế bê tông thì chạy cũng lâu lắm rồi, chiếc xe này nói chung là làm vào trong Tết thì chạy vẫn ok, chế bê tông chưa bị gì nha các bạn. Thấy không? Cái này không phải lúp nha, tại nó vậy nha. Đó, chế bê tông không bị gì, không bị xước, không bị gì luôn, đúng là xài đồ tốt. Chế bê tông này hiện tại đi chế đầu lòi nè, thấy không? Đó, bê tông còn ok luôn, thì một hồi mình sẽ đem chế bê tông đi theo, mình giấy cái ác lên cốt. Đó, giấy ở bên tay dên này luôn. Đó, rồi xong là giấy cái ác lên cốt đó qua bên đây luôn. Bạc bê tông là không đụng tới, đầu nòng không đụng tới, nồi không đụng tới luôn, không đụng tới gì. Đây là cục máy mình gã gọn đó, gã gọn cho em trai này để các bạn nhiều khi các bạn nói là sao mà gã ra gì á, sao không gã bộ số này kia rửa cho người ta luôn. Không phải nha, nếu mà người ta làm cái kia thôi, bắt bệnh cái kia thôi, mà các bạn mà gã ra bộ số nó lỡ nó có vấn đề gì một cái là các bạn no luôn á. Thà chủ xe nói làm full máy thì các bạn sẽ làm full máy nó dễ hơn, mình mở bộ số ra mình kiểm tra này kia đó, những bộ số của mấy chiếc ghim thái này bây giờ kiếm hiếm lắm, mở ra rồi hú bọng này kia hoặc là nó có vấn đề gì á là mệt cho mình, nên mình đã gã gọn như thế, đầu nòng đồ gã gọn hết đó, không đụng tới, chỉ đem trái bê tông này đi theo để giấy cái ác bê tông vô thôi. Mấy trái bê tông còn đẹp biểu dằn luôn không, không xước, xài đồ tốt có khác không đó. Quay cho em trai này xem gì đó, tình trạng nó cái ác này nó như vậy, nó bị cháy như vậy. Cái gì có nghĩa là nhớt là bơm không đều, khúc đầu mình sọt cái ắc là vẫn vô nha các bạn, rất là nhẹ, nhưng mà khúc đây nó bị nỏ hay sao đó. Bây giờ là mình sẽ đem cây dên này cho thợ tiện người ta kiểm tra, người ta ép lại coi đạn ở chỗ có hư hay là cái vấn đề gì không đó, với thay cặp đạn dên luôn nha các bạn. Đạn dên thì cái bên đây nó hơi sượng nè, cái bên đây nó hơi sượng, cái bên này thì còn được đó, nhưng mà khi mà ép dên rồi á, là lấy cái bạc đạn ra thế nào á, nó cũng có vấn đề, tại vì lúc cảo bạc đạn ra thì nó sẽ không còn ngon nữa, nên là mình thay cặp đạn tốt cho em trai này luôn đó. Tình trạng là như vậy, để làm xong mình sẽ nổ máy này kia cho các bạn nghe ha, cho chủ xe nghe.
Thì tại sao mà mình lúc đầu mình không nổ máy cho các bạn nghe, tại vì lúc đó là thứ nhất là tối, cái thứ hai là hôm qua mình làm đuối luôn á. Hôm qua là mình làm chiếc xe này, mình gắp cái nồi cho chiếc xe này cho em trai. Chiếc xe này em trai này của em chiếc Kim này á, là đợi mình hôm qua là lâu lắm luôn á, đợi từ 9 giờ sáng mà đến chiều đâu có làm được đâu, tại vì mình làm chiếc xe mình canh tới đâu mình có từng nói là chiếc xe nào mình canh là mình canh tới luôn, chứ mình không có nhận xe lu bu đó. Làm như vậy là kết quả của xe nó không có được ngon đó, nên là xe này để qua tới ngày hôm nay. Hôm là mình gã máy đêm hôm luôn đó, là sáng ra là giờ này cũng khoảng 8 giờ sáng đó, là ok là mở cửa ra đi làm đồ. Còn đồ này là của một em trai ở bên Vĩnh Long gửi cho mình làm, em trai bên Vĩnh Long gửi đồ cho mình làm. Đến thứ sáu tuần sau á là sẽ gáp đó, thứ sáu tuần sau là gáp đó. Làm cái đồ, bộ đồ bò này em trai này mua sẵn à, mua cái này của hàng gã nha các bạn đó. Hai cây số bắp luôn, nhưng cây số bắp này mình đóng không ra, để lên thợ tiện người ta bo cái đầu số bắp lại người ta lấy ra cho dễ, để bây giờ mình bo cái mất thời gian lắm đó. Nói chung là đi làm đồ cũng vậy. Ok, để làm xong rồi mình sẽ nổ máy cho các bạn nghe ha. Rồi ok, mình đã đi ép cái dên về các bạn ơi, dưới làm cái đầu nòng sấy xí cái nòng cho em trai kia, với làm hai cây sức bắp tốt này kia, thì mình làm xong hết trơn rồi mình bỏ vô tủ rồi các bạn ơi. Đó, giờ quay đồ cho các bạn xem xong, với em trai này xem xong rồi mình sẽ tiến hành đi rửa tất cả đồ và gáp vào và nổ máy cho các bạn nghe. Thì đây là cháy bê tông theo xe đó, thì mình đem theo để mình dế cái áp bê tông mới nha các bạn, lên cốt đây áp bê tông mới nó nhẹ hẳn rồi các bạn không nhẹ nhưng không có gơ nghe mấy ông. Mấy ông đừng nói là ừ nhẹ vậy là sẽ kêu, không phải nha, người ta cũng vừa cái chế độ của người ta thôi đó. Xong còn đây là ép xong là cái cặp mặt đạn dên á là mình thay luôn nha các bạn đó. Hai cái này á thì hồi sáng mình quay mình cũng đã nói là có một cái bị sượng nha, nè cái này nè, cái này bị sượng nè, cái này cầm trên tay quay là cảm giác liền đó, nó có độ cứng nè, nó không có mềm mại nè, thấy không đó. Nói chung là bị sượng. Cái bên này thì ok, nhưng mà đã thay đạn rồi phải thay một cặp đó. Chạy cái dòng xe này, chủ xe này thì cũng ok, cái gì cái chế độ ở trong máy, độ ở trong lỗi là làm rất là ok hết, chủ xe chịu đó. Chứ ở trong lỗi mà làm đầu ghẻ mai mốt rồi nó hư này kia, gã ra làm cũng vô đó. Đang quay clip mà bên kia xây nguyên cái biệt thự luôn các bạn ơi. Rồi cái bắt đầu cái ồn quá, người ta sử dụng máy cắt đồ ồn quá đó. Rồi đây ép dên xong ok, cho các bạn nghe, để mình thử cho các bạn nghe lại nghe, không có còn cái tiếng hồi sáng mà cái gì khi mà mình đập cái tay dên xuống mà kêu cái gì chách 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 nữa nha. Nó không nghe tiếng động luôn, thấy không, không nghe luôn đó. Nói chung là làm lại thì ok, khỏi nói. Đó, giờ mình sẽ đi tiến hành đi rửa đồ và gáp vào rồi nổ máy cho các bạn nghe nha. Rồi ok, đi rửa đồ và làm thôi, nói chuyện hồi là tối hù nữa. Ok anh em, coi như là mình đã hoàn thành gáp xong chiếc kim anh em ơi, thì mình đã test về thử. Còn đồ này là đưa cho chủ xe đem về, cặp mặt đạn với đồ lặt vặt sinh cam ắt đồ các bạn ơi, chủ xe kia mình thay luôn cặp sinh cam. Nổ máy cho các bạn nghe. Máy rất là phê nha các bạn. Thì chủ xe này có thay cái bô luôn, bởi vì cái bô là nó không có hay hung nha các bạn, nó không có hay bằng cái bô đúng chuẩn của nó ha. Nó hết giọng luôn rồi nghe chủ xe. Đây. Rồi giờ là điện chủ xe xuống rồi giao xe các bạn ơi. Rồi tạm biệt các bạn nha, đứng đây mà cái máy là không nghe luôn á, ghê thiệt, nghe tiếng bô không à, tạm biệt các bạn nha.